Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong mấy ngày qua mình cũng bận bịu hơi nhiều, cho nên ít ra clip bên cái kênh Hiệp Bá Đạo này. Thì tiếp tục mình sẽ trình bày phần thứ 5, núi tội ác thứ 3 của Công giáo, cũng như lịch sử đen của Công giáo. Vì sao mình trình bày những cái phần này? Các bạn cũng đã biết, khi nói xấu một tôn giáo nào, hoặc là mình nói một chính sử nào, nó mang tính chất là nghiên cứu và lịch sử, thì đó nó có hai mặt để cái người nghe nhận định. Một là phản biện không có căn cứ. Hai, cảm thấy sốc khi mới lần đầu nghe. Và thứ ba là nghe để tìm hiểu. Khi chúng ta nghe để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ, thì cái chất lượng lỗ tai của mình nghe mới có giá trị. Khi chúng ta nghe để cho cái phần lý trí phản biện không có căn cứ, hoặc là theo cái tánh cà khịa hay còn gọi là trẻ trâu mà lên án, thì nó rất vô nghĩa đối với những cái thành phần mình nghiên cứu như thế này. Thì các bạn nghe có ý tìm hiểu và nghiên cứu sâu sắc, thì giá trị của tinh thần của các bạn nó sẽ cao lên một bậc, và chúng ta nhìn nhận một vấn đề nó sẽ có chiều sâu. Đặc biệt là thính giả khi nghe thì phải nghe cho hết, đừng bao giờ nghe nửa mạt. Các bạn ăn cơm gì cũng vậy, không nên ăn nửa chén cơm còn nửa chén cơm còn lại vứt đi, thì sẽ phí công sức của chúng ta làm ra. Đó là vài lời phi lộ khi muốn nói đến vấn đề núi tội ác thứ ba của Công giáo. Những tòa hình án xử dị giáo trong thiên niên kỷ thứ nhất của giáo hội Công giáo, sự giết chóc những người lạc đạo trong Đối Hiếm năm 385 tại Trier, Đức Quốc, các giám mục lên án tử hình Riesling và những người theo đạo Basileo vì tội nghi ngờ thuyết Thiên Chúa Ba Ngôi và sự sống lại của Giêsu năm 415 tại Alexander. Nữ khoa học gia danh tiếng Hippatie, giám đốc thư viện Alexander, bị các linh mục và các đệ tử của thánh Cyril đánh chết vì những tư tưởng khoa học của Hippatie không phù hợp với thánh kinh. Tương tự như trường hợp của giáo hội Công giáo đối với Galilee sau này, tại Constantinople, Naples, vào khoảng năm 550, hoàng đế Công giáo Justinian giết rất nhiều người vì không theo đúng giáo lý Công giáo để áp đặt giáo lý chính thống Công giáo trên quần chúng. Sang thiên niên kỷ thứ hai, hoàng đế Công giáo Robert the Bion thiêu sống 13 người lạc đạo ở Orlin năm 1022, năm 1051 trong cộng đồng Công giáo ở Gotla, Đức Quốc. Một số người vì một niềm tin nào đó không chịu giết gà, bị kết tội lạc đạo và bị treo cổ. Năm 1141, linh mục Peter ở Liebert bị lên án phải ở tù chung thân vì ông ta đã liệt kê những mâu thuẫn của giáo hội Công giáo trong cuốn sách nhan đề Yes and No. Giáo hội Công giáo cũng còn giết nhiều tín đồ Kitô khác không theo đúng giáo luật của Công giáo. Thí dụ trường hợp Peter Wandel ở Lyon, một tín đồ Công giáo thường dân giảng đạo ngoài đường phố. Giáo hội Công giáo ra luật chỉ có linh mục mới có quyền giảng đạo. Do đó những người theo đạo Wandel, Wandelsen đều bị coi là lạc đạo và bị tuyệt thông. Và trong cuộc thập ác chinh Auberginn, những người này cũng bị tàn sát
hoặc thiêu sống trong vùng Sawa, Pháp Quốc. Một trường hợp khác là nhà thần học Pháp Amaric. Ông này rao giảng là mọi người đều có khả năng trở thành thần thánh và những lễ tiết trong giáo hội là không cần thiết. Sau khi ông ta chết, xác ông ta bị khai quật lên và đem đi thiêu. Những người theo ông bị thiêu sống. Nhiều nhóm lạc đạo khác cũng bị công giáo tiêu diệt. Giáo hoàng và các thánh trong công giáo chủ trương giết người lạc đạo. Họ viện dẫn cụ ước để biện minh cho các cuộc tàn sát, vì cụ ước dạy rằng kẻ nào phỉ báng tin Chúa đều phải bị giết. Thánh Thomas ở Aquinas tuyên bố: nếu những kẻ bất lương đáng tội chết thì những kẻ lạc đạo còn đáng bị giết hơn nữa. Nghiên cứu về các tòa hình án xử dị giáo, tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý đó là một trong nhiều viết vít nhơ không sao gột sạch trong lịch sử giáo hội công giáo. Tuy rằng có vài nhà thần học công giáo đã đưa ra vài lý luận để bào chữa cho những hành động tàn bạo của giáo hội, thí dụ như đó là hành động của những người cuồng nhiệt tôn giáo tin rằng mình đã làm theo ý Chúa, hoặc các tòa hình án xử dị giáo chỉ có mục đích cứu vớt linh hồn những người lạc đạo, lẽ dĩ nhiên cứu vớt bằng cách tra tấn và thiêu sống họ. Những lời bào chữa như trên chỉ có mục đích lạc dẫn đám tín đồ kém hiểu biết, vì các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử tôn giáo đã chứng minh rằng sự thiết lập các tòa hình án xử dị giáo bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân thế tục như bảo vệ cấu trúc quyền lực, độc tài và chế độ giáo hoàng, vơ vét của cải, tài nguyên, v.v. Thật vậy, trong cuốn Những tòa hình án xử dị giáo Tây Ban Nha viết như sau. Đó là lời bào chữa nghe có vẻ hợp lý, nhưng chúng ta phải nhớ rằng chính sự sợ hãi những người dị giáo đã đưa đến sự thiết lập những tòa hình án xử dị giáo, và những nạn nhân phần lớn là những người giàu có, của cải của họ rất đáng để tịch thu. Còn số ít là những người nghèo không có của cải. Nhưng tại sao giáo hội công giáo lại sợ những người dị giáo? Lý do chính là để bảo vệ quyền lực của giáo hội trước những tư tưởng khai phóng, khao khát tự do của những người mà giáo hội gọi là lạc đạo. Quyền lực của giáo hội nằm trong những giáo điều mà giáo hội đưa ra để nắm giữ cả phần hồn lẫn phần xác của đám tín đồ kém hiểu biết. Nếu những giáo điều này trở thành phi lý trước những tư tưởng khai phóng tự do v.v. thì giáo hội sẽ mất đi quyền lực. Gần đây, tuy sợ hãi trước sự bành trướng của một cách hòa bình của giáo hội, của Phật giáo và Hồi giáo trên khắp thế giới, nhưng vì giáo hội công giáo không còn quyền lực của thời Trung Cổ ở Âu Châu để tra tấn và thiêu sống những người dị giáo nữa, nên giáo hoàng John Paul đệ nhị đã viết cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. Trong đó giáo hoàng xuyên tạc và hạ thấp Phật giáo cũng như vài tôn giáo khác. Hành động này đã bị cả thế giới, trừ đám tín đồ có đầu óc thời Trung Cổ, lên án. Và đại diện của Tòa Thánh đã phải xin lỗi Phật giáo. Nhưng hành động này cũng chứng tỏ một sự sợ hãi và thiếu tự tin của giáo hội công giáo La Mã. Không còn khả năng thuyết phục nhân loại bằng những giáo lý hoang đường, nên phải dùng đến hạ sách là xuyên tạc và hạ thấp những tôn giáo khác. Những ngôn từ thiếu văn hóa của John Paul đệ nhị phê bình các nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là những con chó sói đói mồi, và của Hồng Y Ratzinger, nay đã là giáo hoàng, nguyên là phụ tá thân cận nhất của John Paul đệ nhị và là người đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin, biến thể của cơ quan chỉ đạo các tòa hình án xử dị giáo, cũng phê bình Phật giáo là một tôn giáo thuộc loại tự thỏa dâm, chứng tỏ sự sợ hãi nói lên, nhưng cũng đồng thời cho chúng ta thấy thực chất vô đạo đức tôn giáo của những người cầm đầu giáo hội công giáo La Mã ngày nay. Buồn thay, những người công giáo Việt Nam vẫn gọi những kẻ vô đạo đức tôn giáo như trên là Đức Thánh Cha.
Sự sợ hãi, những tư tưởng khai phóng của giáo hội Công giáo được học giả Công giáo Joseph Daledin phân tích như sau trong cuốn Sự mê tín cuối cùng, một sự định giá phê bình về di sản Do Thái Kitô, trang 61. Với sự tăng trưởng về kiến thức và về ý thức phản đoán, lòng khao khát có thêm tự do là điều không thể tránh được. Cả hai chế độ giáo hoàng và chế độ phân quân chủ ở Âu Châu đều nhận biết sự đe dọa trầm trọng này. Cho nên chúng ta không lạ gì khi hai chế độ trên đã mở một cuộc chiến hoàn toàn diện để tiêu diệt những người tranh đấu cho sự giải phóng nhân loại ra khỏi những sự cùng kẹp song sinh của vua chúa và giáo hoàng. Đó là mục đích sự thực sự của những tòa hình án xử dị giáo. Trên đây chỉ là vài nét đại cương về nguyên nhân thiết lập các tòa hình án xử dị giáo của giáo hội Công giáo La Mã. Thực chất của những tòa hình án xử dị giáo này ra sao, chúng ta hãy nghe lời mô tả của một nhà thần học Kitô giáo, mục sư Anin Bringard, trong cuốn Theo đúng sách viết: những thảm họa trong quá khứ là hiện tại bởi quyền lực thánh kinh, trang 37. Và đây chỉ là một phần nhỏ sự thực về bản chất của những tòa hình án xử dị giáo. Những người bị kết án là dị giáo trước hết bị bắt giữ và cô lập với thế giới bên ngoài. Họ được coi là có tội ngay từ lúc khởi đầu và bắt các tội nhân thú nhận tội lỗi, được coi như là nhiệm vụ mà Thượng Đế trao cho phán quan. Người ta tin rằng chỉ có cách này linh hồn bị cáo mới được cứu vớt khỏi nanh vuốt của quỷ. Bị cáo phải dựa vào chính khả năng của mình, không được phép có luật sư biện hộ. Ngược lại, cơ quan truy tố được phép đưa ra bất cứ số nhân chứng nào, gồm cả thân nhân của bị cáo. Những lời chứng và nghe đồn của ngay cả những nhân chứng không đáng tin cậy nhất, gồm cả trẻ con, đều được nhận như là những bằng chứng xác thực sự phạm tội. Bị cáo không được phép chất vấn các nhân chứng hoặc cũng không biết họ là ai. Tuy nhiên, bị cáo được quyền tự biện, không lấy gì làm ngạc nhiên. Tra tấn là phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất để ép nạn nhân thú tội. Mới đầu, bị cáo được kéo vào phòng tra tấn và chỉ cho xem những hình cụ dùng để tra tấn nếu họ không nhận cái tội mà người ta gán cho họ. Họ sẽ bị tra tấn từ từ với cường độ tra tấn tăng dần. Những phiên tra tấn này thường kéo dài từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ. Thân thể các nạn nhân bị xâm phạm và phá hủy. Mình xin dừng chút xíu. Thì pháp luật của quốc tế cũng như nhà nước Việt Nam của mình cũng đang sử dụng cái chiêu này. Thật ra pháp luật của thế giới đều sử dụng nguồn tra khảo, tra tấn hoặc là những cái biện pháp mà để cho cái tội nhân khai, thì đều lấy cái nguồn gốc từ thời Trung Cổ mà ra. Bây giờ thì hiện đại hơn, có thể chích điện, có thể làm việc gì đó theo cái chuyên ngành của người ta, nhưng không ngoài cái vấn đề này. Tiếp tục, thường thì những hình cụ tra tấn dùng trong các cuộc tra hỏi này trước hết được rảy nước thánh, nước đã được một linh mục làm phúc. Trong những hình cụ tra tấn có cái kẹp ngón tay của bị cáo bị đặt trong cái kẹp có đinh vít được quay để kẹp chặt ngón tay dần dần cho tới khi máu phọt ra và xương ngón tay bị nghiền nát. Đôi ủng sắt, cái hình cụ hữu hiệu này dùng để nghiền nát xương ống chân. Cái giá căng, nạn nhân bị căng trên một khung hình tam giác, chân tay bị buộc chặt để không cử động được, cổ tay và cổ chân bị cột vào một cái đinh vít căng. Khi vặn đinh vít, chân tay nạn nhân bị căng ra một cách vô cùng đau đớn cho tới khi cổ tay và cổ chân bị kéo ra khỏi những khớp xương tương ứng. Mục sư Ringard còn tả thêm hai hình cụ tra tấn nữa, nhưng vì quá ác độc nên
tôi không muốn dịch. Hai hình cụ đó là cái giá căng thẳng đứng và hình cụ tra tấn bằng nước. Tuy nhiên trong phần trích dẫn bằng tiếng Anh ở cuối bài, tôi xin để nguyên lời mô tả của những hình cụ này để độc giả tham khảo. Trần Trung Ngọc: những phương pháp độc ác và tàn nhẫn dùng để trừng phạt những người bị kết án là dị giáo chứng tỏ chiều sâu của sự rồ đà dài và lạc dẫn, sự say mê tôn giáo gây ra bởi những người tự cho là làm theo ý Chúa. Chúng ta nên để ý rằng trên đây là nhà thần học Kitô Enrin Ringgap chỉ mô tả 5 hình cụ thường dùng để tra tấn những người dị giáo trong số hơn 40 hình cụ được phát minh bởi những người con Chúa thường được rao giảng là Chúa dạy phải thương yêu kẻ thù. Trong đó có hình cụ tra tấn một cách tàn ác và dã man hơn những hình cụ mô tả ở trên. Độc giả nào tò mò muốn thấy tận mắt một số hình cụ này thì tôi xin mời họ hãy đến thăm một bảo tàng viện có tên là Medieval Dungeon ở đường Jefferson, khu Fetzerman, quan thành phố San Francisco, Cali. Trong bảo tàng viện này có trưng bày hơn 40 hình cụ mà các tòa hình án dùng để tra tấn những người bị tố cáo là dị giáo. Ở ngoài cửa bảo tàng viện có đề trưng bày hơn 40 hình cụ mang rờ để tra tấn và hủy diệt con người trong thời đại Trung Cổ ở Âu Châu. Đằng sau những cánh cửa này là sự khủng khiếp thực sự của thời đại Trung Cổ ở Âu Châu, những ngày đen tối nhất của cái quá khứ nhơ nhớp của họ. Ngoài ra, linh mục Joseph Dung cũng viết trong cuốn Đám tín đồ Công giáo chúng tôi, trang 184 như sau: có một cuộc triển lãm thường xuyên những hình cụ tra tấn tại Amsterdam. Đã một lần tôi đặc biệt tới xem cuộc triển lãm này. Tôi nghĩ rằng tôi mọi cá nhân mới tuyển mộ cho cơ quan truyền bá đức tin hay văn phòng thánh nguyên là cơ quan chỉ đạo các tòa hình án Trần Trung Ngọc của Hồng Y Ratzinger đều phải đến xem cuộc triển lãm này và viết một bài nghiên cứu về nó. Đây là những hình cụ tra tấn của những tòa hình án xử dị giáo mà văn phòng thánh là cơ quan thừa kế có những hình cụ nghiền nát đầu, nghiền nát ngón tay, giá than để căng người, phanh ngực, chẻ đầu gối, hình cụ giống quả lê để làm nó nở ra dần dần và sau khi đâm vào miệng, hậu môn, âm hộ, khuôn người bằng sắt, những cái chĩa dành cho dị giáo và những con nhện Tây Ban Nha kèm theo những bản khắc và tài liệu chỉ cách những hình cụ này đã được sử dụng như thế nào. Thật là dã man quá các bạn. Mình cũng không ngờ nó có hình họa minh chứng. Các bạn nếu có thấy, muốn thấy thì do lịch sử đen của Công giáo của Trần Trung Ngọc, các bạn sẽ thấy hình ảnh tra tấn thời Trung Cổ được chụp lại bởi những viện bảo tàng của ngày xưa. Đọc về những tòa hình án xử dị giáo, tôi không tài nào hiểu nổi những hành động dã man tồi tệ và phản lại chính tín ngưỡng của mình, của những tín đồ Công giáo. Thí dụ, một trong hình cụ tra tấn được tìm thấy trong nhà tù tòa án xử dị giáo tại vùng Toledo có một bức tượng giống hình Maria đồng trinh. Phía trước có nhiều đinh vít, dao sắc. Những đòn bẩy được vận dụng để cho hai tay bức tượng siết chặt nạn nhân dần dần, trong khi những đinh và dao sắc xuyên qua thân thể. Trong cuốn Unzipped the Bobber 3, tiến sĩ Auton mô tả hình cụ tra tấn mang hình Marie như sau, trang 45. Theo tài liệu của linh mục Joseph, trong cuốn lịch sử tra tấn 1980, một con đường đi thẳng tới Giê-xu hơn để hiệp thông với Chúa, có thể kiếm thấy trong hình cụ bà đồng trinh bằng sắt của những tòa hình án xử dị giáo. Bà ta khoác một bộ áo choàng bằng gỗ và sắt. Khi mở ra
thì có những hàng mũi nhọn trông như những răng của cái bừa dài khoảng 20 cm. Nạn nhân đứng trên một cánh cửa ở trên một hố nước sâu. Khi hai cánh cửa hình cụ mở ra và các mũi nhọn rút ra khỏi thân người thì cái xác sẽ rơi xuống nước ở hố sâu. Những mũi nhọn được xếp đặt cẩn thận để sao cho hai cái xuyên vào hai mắt nạn nhân, những cái khác thì xuyên qua ngực và bụng. Trong một số sách đã xuất bản, chúng ta cũng có thể thấy những hình ảnh của những hình cụ tra tấn này kèm theo lời mô tả cách tra tấn. Độc giả có thể đọc vài cuốn điển hình, thí dụ như cuốn Những tòa hình án Tây Ban Nha của Jean Blandy, hoặc cuốn Vạch trần các giáo hoàng, một khảo cứu bộc trực về vấn đề tình dục và đồi bại trong Vatican của Althaus. Và nhất là tập sử nổi tiếng lịch sử Những tòa án trong thời Trung Cổ của Henry Charles Lee. Nếu muốn biết nhiều hơn về những sự dã man tàn bạo của giáo hội Công giáo La Mã, sau đây chúng ta hãy đọc vài tài liệu mô tả phần nào chi tiết về những hành động man rợ, độc ác, không thể tưởng tượng được của các con cái Chúa. Đầu tiên là tài liệu trong cuốn Các đại diện của Chúa Kitô, Mặt đen tối của triều chính giáo hoàng của giám mục Công giáo Peter de Rod. Khủng bố thực sự bắt đầu với Rod thứ 9 lên ngôi giáo hoàng năm 1227. Hai năm sau, tại cộng đồng Toulouse-Lautrec, Rod ra mắt lệnh giải giao cho những người dị giáo cho chính quyền dân sự trừng hành. Ông nói bổn phận của mọi tín đồ gia tô là phải truy tố những kẻ dị giáo. Năm 1232, giáo hoàng đã đi đến một quyết định. Ông ra chiếu chỉ thành lập tòa án xử dị giáo. Những giám mục thì quá lơ là. Thực ra là họ thiếu gì giờ và khả năng để hoàn thành công việc một cách chu đáo. Những người dị giáo nghĩa là những người chống bất cứ lời tuyên bố nào của giáo hoàng đều phải giải lao, giải giao cho chính quyền dân sự thiêu sống. Sau khi bị tòa án hình án tra tấn, thẩm vấn và kết tội Trần Chu Ngọc, nếu họ sám hối, họ sẽ bị tù chung thân. Chưa có giáo hoàng nào dương lên ngọn đuốc khủng bố với sự thích thú hơn. Tháng 4 năm 1233, giáo hoàng chỉ chọn những quan tòa hình án trong dòng Ma Minh, Đa Minh. Và chẳng bao lâu thì các linh mục dòng này vinh dự được chọn lựa đó. Ngày 27 tháng 7 năm 1233 là ngày giáo hoàng phê chuẩn bằng bút đỏ hai phán quan của tòa hình án làm việc toàn thời gian được bổ nhiệm Peter Silla và William Mann. Hai ông này là hai người đầu tiên của một đoàn dài những công tố viên của nhân loại làm việc một cách thanh thản và không hề thắc mắc khi bức màn hình án được kéo lên năm 1239. Hai năm trước khi Rod chết, linh mục dòng Đa Minh Robert Lee Boger đi tới Champagne để điều tra một giám mục tên là Moranic. Ông giám mục này bị kết tội là để cho những người dị giáo sống và lan ra trong giáo phận của mình. Ngày 29 tháng 5, Lê Bunger đưa 180 người, kể cả ông giám mục, lên giàn hỏa thiêu sống. Đây là sự trở lại thời man rợ. Lịch sử không ủng hộ quan điểm cho rằng giáo hội Công giáo luôn luôn đứng đầu về vấn đề nhân quyền. Trong thế kỷ 13, giáo hội vẫn còn đưa ra giáo điều như thuở ban đầu. Dị giáo không có một nhân quyền nào, họ có thể bị tra tấn, không chút đắn đo, ngại ngùng, giống như những kẻ phản bội quốc gia. Họ tự đặt mình ra ngoài sự thương xót của luật pháp, họ phải chết. Trải qua ba thế kỷ, không có một giáo hoàng nào chống đối cái giáo điều man rợ trên. Do đó, giáo điều này đã trở thành một phần
thường trực trong giáo lý Công giáo. Dựa vào đó, quyền năng của tòa án đã lên tới mức chưa từng thấy. Kết quả là sự đàn áp toàn diện những người không hề có được một sự bảo vệ nào trước những sự buộc tội, hoặc chỉ bị nghi ngờ là dị giáo. Tòa hành án được phép làm bất kỳ điều gì. Những phán quan của tòa hành án dòng Đa Minh được giáo hoàng bổ nhiệm. Họ không ở dưới quyền bất cứ một ai ngoài thượng đế và giáo hoàng. Họ đứng ngoài vòng xét xử của các giám mục và luật dân sự. Trong những quốc gia thuộc quyền giáo hoàng, họ chính là luật lệ. Vừa đóng vai công tố viên, vừa đóng vai quan tòa xử án. Nguyên lý chỉ đạo của họ là thà giết oan 100 người vô tội còn hơn là để cho một kẻ dị giáo được tự do. Họ hoạt động một cách độc đoán và trong vòng bí mật. Bất cứ người nào hiện diện trong cuộc tra hỏi, nạn nhân, thư ký, người tra tấn mà tiết lộ thì sẽ bị lên án, mà chỉ có giáo hoàng mới có thể tha cho. Những quan tòa hình án giống như giáo hoàng được hiểu rằng không thể phạm một lỗi lầm nào và không thể làm sai. Tra tấn được dùng thả dạng. Với 100 năm trước đây, người ta trưng bày trong cái nhà ở góc đường ở giáo hoàng cuốn sổ đen dùng làm chỉ đạo cho những quan tòa hình án. Cuốn sổ đó đánh số trang này thuộc trách nhiệm của phán quan trưởng tòa hình án. Cái tên phổ thông của nó là cuốn sổ của thằng chết. Sau đây là một phần được trích dẫn từ đó. Hoặc bị cáo thú tội và như vậy là có tội theo sự thú tội của chính hắn. Hoặc hắn không thú tội nhưng vẫn là có tội dựa theo chứng cớ của các nhân chứng. Nếu một người nhận tất cả các tội đã gán cho hắn, đương nhiên hắn hoàn toàn có tội. Nhưng nếu hắn chỉ thú nhận có một phần các tội trạng, hắn vẫn phải bị coi như là phạm tất cả các tội. Vì phần mà hắn đã thú tội chứng tỏ rằng hắn có khả năng phạm tất cả các điểm khác trong bản cáo trạng. Sự tra tấn thân xác đã chứng tỏ đó là phương cách có ích và hữu diệu đưa lên tới sự sám hối tinh thần. Cho nên sự chọn lựa một hình cụ tra tấn thích hợp nhất là trách nhiệm của quan tòa hình án. Ông ta sẽ quyết định dựa trên tuổi tác, phái nam hay nữ và sự cường tráng thân thể của tội nhân. Nếu trong trường hợp đã dùng đủ mọi cách mà con người xấu số kia vẫn không chịu nhận tội, phải coi hắn như là một nạn nhân của quỷ và như vậy không được hưởng sự thương xót các kẻ tôi tớ của thượng đế, các linh mục xử án, hoặc sự thương hại hay khoan hồng nào của giáo hội mẹ thánh hiện. Hắn là đứa con của sự đầy đọa, hãy để cho hắn chết rục cùng với những kẻ đã bị đầy đọa vĩnh viễn xuống hỏa ngục. Thật khó mà có thể kiếm được một văn kiện nào mà trái với những nguyên tắc công lý tự nhiên như vậy. Theo cuốn sổ đen, một đứa con phản bội cha mẹ, một bà mẹ phải phản bội đứa con, không làm như vậy là một tội lỗi đối với tòa án thánh và đáng bị tuyệt thông, nghĩa là không được hưởng cách các bí tích và nếu không có tu chính án không được lên thiên đàng. Những ông tòa hình án chưa bao giờ thua một vụ nào. Sử liệu cho thấy không có một vụ án quyết nào được xem là vô tội, ngay cả trong trường hợp rất hiếm mà phán quyết của tòa hành án là không đủ bằng cớ thì cũng không ai được công nhận là vô tội. Nếu bị cáo thực sự không có tội, dị giáo cũng không thành vấn đề. Các ông tòa hình án tin rằng may ra chỉ có một trong 100.000 linh hồn thoát được sự đọa đày mà thôi. Trên đây Peter DeRoth chỉ nói là các quan án đạo thường là linh mục được truyền tra tấn thả dạng, nhưng không mô tả những cảnh tra tấn đó như thế nào. Chúng ta có thể thấy thêm một chút ánh sáng về khía cạnh này qua một đoạn trong cuốn Những sự khủng khiếp mang nhãn hiệu thánh, một lịch sử minh họa về sự điên rồ
sát nhân tôn giáo của Jam Hong, trang 61 đến trang 68. Tôi thành thật khuyên những người yếu tim không nên đọc đoạn mô tả những cách tra tấn này của giáo hội Công giáo Thánh Thiện. Nhà nghiên cứu Trần Trung Ngọc mà đã khuyên mình là không nên đọc mà cái đoạn này cho các thính giả nghe. Nhưng mà thời đại văn minh, chúng ta đã có một cái tinh thần vững chắc, cho nên tôi mạo muội đọc luôn. Những nỗ lực để tiêu diệt những kẻ lạc đạo đã đưa đến sự thành lập những tòa án xử dị giáo mang nhãn hiệu thánh. Một trong những hành động khủng khiếp siêu việt của nhân loại vào đầu thế kỷ 13, các giám mục địa phương được quyền kiểm tra, xử án và trừng phạt những kẻ lạc đạo khi các giám mục không tỏ ra những hữu hiệu cho hắn. Các quan án đạo của giáo hoàng thường là các linh mục dòng Đa Minh được phái từ La Mã đi khắp nơi để thực hiện cuộc tẩy trừ. Năm 1252, giáo hoàng Inconaset thứ tư cho phép tra tấn và những dòng xử án đạo trở thành những nơi khủng bố. Những người bị tố cáo là lạc đạo bị bắt và giam trong phòng tối, không được phép có gia đình vào thăm, không được quyền biết tên những người đã tố cáo họ. Nếu họ không nhận tội ngay, những cảnh độc ác không thể thốt lên lời bắt đầu xảy ra. Nhà sử học Thụy Sĩ Walter Nick kể lại, cái kẹp ngón tay thường là hình cụ được sử dụng đầu tiên. Các ngón tay bị kẹp giữa những cái kẹp và rồi được vặn xiết lại cho đến khi các ngón tay bị toét máu ra và cương bị nghiền nát. Và xương bị nghiền nát, kẻ bị tố cáo có thể bị chặt, bị đặt ngồi trên một chiếc ghế sắt và mặt ghế đó là những đinh sắt nhọn chổng lên. Và các đinh này có thể được nung nóng đỏ lên từ phía dưới. Có hình cụ được gọi là đôi ủng, dùng để nghiền nát xương ống chân. Một hình cụ tra tấn khác được ưa dùng là làm trật các khớp xương của kẻ lạc đạo trên những giá căng, hay là buộc tay chân, đeo đá nặng vào người rồi dùng bánh xe quay kéo lên hạ xuống để cho những kẻ tra tấn khỏi bị phiền vì những tiếng kêu la. Nạn nhân thường bị nhét dẻ vào miệng. Những cuộc tra tấn kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ là thường. Trong những cuộc tra tấn, các hình cụ thường được rảy nước thánh. Những nạn nhân không chỉ bắt buộc phải nhận tội mình là kẻ lạc đạo mà còn phải tố cáo vợ con, bạn hữu của mình cũng lạc đạo như mình. Do đó những người này cũng phải đi qua cùng một cảnh như mình. Những người ít tội là những người nhận tội ngay và chịu hình phạt nhẹ hơn. Những người tội nặng hơn mà sám hối thì sẽ bị tù chung thân và tài sản bị tịch thu. Những kẻ cứng đầu hơn được mang đi phiêu sống trong một cuộc lễ diễn hành được gọi là auto da phé, hành động của đức tin. Một sắc lệnh của giáo hoàng năm 1231 quy định thiêu sống là hình phạt tiêu chuẩn. Sự hành hình này được thi hành bởi các viên chức dân sự, không phải là linh mục, để bảo tồn sự thánh thiện của giáo hội. Trong các cuộc thiêu sống, các linh mục thường đứng giơ tay, giơ cây thập ác trước mặt nạn nhân, một biểu tượng cứu vớt linh hồn lạc đạo của nạn nhân. Một số quan án đạo giết người như vậy, như vạt cỏ, Robert Lee Bunger đưa 183 người lên giàn hỏa trong một tuần lễ. Bernard Guy kết tội 930 người, tịch thu tài sản tất cả 930 người, cho 307 người vào tù và thiêu sống 42. Thiêu sống mọi người nào cho mình là vô tội. Theo lịch sử, các cuộc hình án xử dị giáo được chia làm 3 đợt. Sự tiêu diệt những kẻ lạc đạo trong thời Trung Cổ, những tòa án xử dị giáo Tây Ban Nha vào thế kỷ 15 và những tòa án xử dị giáo của La Mã bắt đầu sau cuộc cải cách, trong đó Tin Lành cũng nhúng tay vào. Ở Tây Ban Nha,
nhiều ngàn người Do Thái đã cải đạo sang Kitô giáo để tránh tử hình trong những cuộc tàn sát của người Kitô giáo. Một số người Hồi giáo cũng vậy. Tuy nhiên, họ vẫn bị nghi ngờ là không được thành thật khi cải đạo và vẫn bí mật theo đạo cũ. Năm 1487, Giáo hoàng cho phép vua Ferdinand và hoàng hậu Isabel làm sống lại những tòa hình án sử dị giáo để săn lùng những người Do Thái bí mật. Và những người Hồi giáo bí mật, những người bị nghi ngờ là không thành thật cải đạo sang Kitô giáo. Linh mục dòng Đa Minh Thomas de Thuquenama được chỉ định là tổng phán quan, và hắn ta trở thành biểu tượng của sự độc ác tôn giáo. Hàng ngàn nạn nhân kêu la bị tra tấn và ít nhất là 2.000 người bị thiêu sống. Thời kỳ sử dị giáo của La Mã bắt đầu năm 1542 khi giáo hoàng Phaolô Đệ Tam muốn tiêu diệt tận gốc những ảnh hưởng của Tin Lành ở Ý. Dưới triều đại Phaolô Đệ Tứ, những tòa án sử dị giáo là một triều đại khủng bố, giết nhiều người lạc đạo chỉ vì nghi ngờ. Trong số những nạn nhân có cả nhà khoa học triết gia Jordan Bungo, người tin theo thuyết hành tinh quay quanh mặt trời của Copernicus. Ông ta bị thiêu sống ở La Mã vào năm 1600. Những tòa án sử dị giáo làm tàn lụi nhiều quốc gia trong nhiều thế kỷ. Ở Bồ Đào Nha, tài liệu ghi lại là 1.184 người bị thiêu sống. Những tòa án sử dị giáo được những chiến thắng quân Tây Ban Nha mang tới các thuộc địa Mỹ Châu để trừng phạt những thổ dân theo những tôn giáo của họ. Có 879 cuộc xử án những người lạc đạo ở Mexico vào cuối thế kỷ 16. Lock Action, một tín đồ Công giáo, viết vào cuối thế kỷ 19, nguyên tắc của những tòa hình án sử dị giáo là giết người. Những giáo hoàng không chỉ là những tên sát nhân có hạn, mà còn cho sự giết người là một căn bản hợp pháp của giáo hội Kitô và là một điều kiện của sự cứu rỗi. Cuối cùng trong bài này, vì tôi không thể đưa ra tất cả những tài liệu, là thêm một tài liệu về các tòa hình án sử dị giáo của Helen Eller trong cuốn Cái mặt đen tối của lịch sử Kitô giáo. Chưa từng có một nỗ lực có tổ chức của một tôn giáo để kiểm soát con người và giam giữ tâm linh của họ như là những tòa án Kitô giáo, được phát triển từ trong khuôn khổ hợp pháp của chính giáo hội. Những tòa án sử dị giáo toan tính khủng bố con người để bắt họ vào trong vòng tuân phục giáo hội, như quan án đạo Francisco Pina phát biểu năm 1578. Chúng ta phải nhớ rằng mục đích chính của các cuộc xử án và hình án không phải là để cứu vớt linh hồn của kẻ bị cáo buộc, mà để cho cái sự tốt lành công cộng và gieo rắc sự sợ hãi cho những kẻ khác. Những tòa án sử dị giáo đã lấy đi vô số mạng người ở Âu Châu và trên thế giới khi nó theo gót của những giáo sĩ thừa sai đi truyền đạo. Cùng với sự tàn bạo của những tòa án sử dị giáo, những giáo sĩ cũng đem sự biện minh tôn giáo như được viết trong Thánh Kinh để thực hành chế độ nô lệ. Cái tinh thần bất phục trong thời Trung Cổ có vẻ như đã làm cho sự đòi hỏi tuyệt đối tuân phục của giáo hội trở nên trầm trọng. Cái hiểu về Thiên Chúa của giáo hội là cái hiểu duy nhất, không làm gì có chuyện bàn cãi hay tranh luận như quan án đạo Binat Gui nói. Tín đồ Công giáo không có tranh luận với những kẻ bất tín, mà chỉ cần dùng gươm đâm vào bụng chúng cho thật sâu. Trong một thời mà con người nảy nở tâm linh, giáo hội khăng khăng cho rằng giáo hội là con đường duy nhất mà con người được phép biết về Thiên Chúa. Giáo hoàng Inocentius Đệ Tam
tuyên bố rằng bất cứ người nào mà toan tính có một quan điểm riêng về Thiên Chúa mà không đúng theo những tín điều của giáo hội đều phải bị thiêu sống mà không được thương xót. Giáo hội sử dụng giáo luật của chính mình để hình thành một cơ quan có thể cưỡng bức con người phải tuân theo quyền lực của giáo hội. Năm 1231, giáo hoàng George đệ cửu thiết lập một tòa án riêng biệt, độc lập với những giám mục hay các cấp cao hơn, những viên chức của tòa án, những quan án đạo chỉ chịu trách nhiệm trước giáo hoàng. Luật xử dị giáo của giáo hội thay thế luật truyền thống thường dùng vô tội cho đến khi chứng thực là có tội bằng luật. Có tội cho đến khi chứng thực là vô tội, tuy rằng bề ngoài có vẻ như là một cuộc xử án. Phương thức xử dị giáo khiến cho người bị nghi ngờ, lạc đạo, không có cách nào có thể chứng minh mình vô tội. Phương thức xử án trên đưa đến kết quả là kết tội ngay cả những người chỉ mới là nghi ngờ, lạc đạo. Người bị cáo buộc không có quyền được tham vấn, không có chi tiết nào được đưa ra về thời gian và nơi chốn phạm những tội lạc đạo hoặc những loại lạc đạo nào đã bị nghi ngờ là phạm phải. Quan án đạo chủ tọa phương thức xử dị giáo như cả hai, vừa là công tố viên vừa là quan tòa tuyên án. Một quan án đạo được tuyển chọn căn cứ trên sự nồng nhiệt truy tố lạc đạo của ông ta. Ông ta và những phụ tá, những liên lạc viên và mật thám được quyền mang vũ khí. Và năm 1245, giáo hoàng cho phép các quan án đạo được tha tội cho những phụ tá của mình trước bất cứ những hành động bạo lực nào. Điều này khiến cho những tòa án xử dị giáo vốn đã không chịu dưới quyền của nền pháp luật thế tục, cũng còn không chịu trách nhiệm ngay cả trước những tòa án của giới giáo sĩ. Những quan án đạo trở nên rất giàu có, họ nhận hối lộ và tiền hụi hàng năm mà những người giàu có phải trả để tránh bị tố cáo là lạc đạo. Tòa án xử dị giáo tịch thu tài sản của những người bị cho là lạc đạo, vì các nạn nhân không có cách nào để chứng tỏ mình vô tội trước tòa, nên các quan án đạo không cần chờ đến khi định tội rồi mới tịch thu tài sản của nạn nhân. Không như luật của La Mã kể để ra một phần tài sản cho người thừa kế của mình của người có tội, giáo luật của tòa án xử dị giáo không để lại chút nào. Giáo hoàng Inconset đệ Tam đã giải thích là chính Thiên Chúa đã trừng phạt con cái vì tội lỗi của cha mẹ, cho nên trừ khi con cái đứng ra để tố cáo cha mẹ, chúng không được thừa hưởng chút nào. Những quan án đạo lên án ngay cả những người lạc đạo đã chết, đôi khi cả tới 70 năm khi chết. Chúng khai quật và hỏa thiêu xương cốt của người mà chúng cho là lạc đạo, và rồi tịch thu mọi tài sản của những người thừa kế. Những tòa án xử dị giáo thật tàn nhẫn đối với các nạn nhân của họ. Cùng một người vừa là công tố viên, người kết tội, vừa là quan tòa, người định tội, quyết định án tội năm 1244. Cộng đồng ở Napoli ra lệnh rằng khi định tội những người lạc đạo phải kết tội luôn người chồng hay người vợ của nạn nhân hoặc cha mẹ của đứa con, và không có bản án nào được giảm vì đau ốm hay tuổi tác. Tuy giáo hội đã bắt đầu giết những người lạc đạo vào cuối thế kỷ thứ tư và sau đó ở Orleans vào năm 1022, lệnh của giáo hoàng năm 1231 quy định những người lạc đạo phải bị thiêu sống. Thiêu sống con người tránh được đổ máu, nhưng khi tra tấn nạn nhân thì tha hồ làm đổ máu. Trong câu phúc âm văn được hiểu là trừng phạt nạn nhân bằng cách thiêu sống. Nếu một người không tin vào ta, nó sẽ bị dẹp đi như một cành cây để khô héo, và các người sẽ thu thập nó ném vào ngọn lửa
và chuẩn bị đốt cháy. Răng 15:2.16. Cái sắc thái ác độc nhất của hệ thống sự dị giáo là những cách dùng để bắt buộc nạn nhân phải thú tội, phòng tra tấn. Tra tấn là hành động hợp pháp của giáo hội từ năm 1252, khi được giáo hoàng Innocent đệ tứ cho phép và kéo dài cho tới năm 1917. Khi văn kiện Codex Justicanonicus, giáo luật về cách xử xét, được thi hành, Innocent thứ tư cho phép sự xét xử được kéo dài vô hạn để lấy lời thú tội cho các quan án đạo tất cả thời gian họ muốn để tra tấn người bị kết tội. Năm 1262, những quan án đạo và phụ tá của họ được quyền tha tội cho nhau vì những tội ác làm đổ máu của họ. Họ chỉ cần giải thích là người bị tra tấn chết là vì đã bị quỷ bẻ gãy cổ. Do đó được phép của chính giáo hoàng, những quan án đạo tha hồ nghĩ ra cách độc ác và kinh khủng nhất để tra tấn kẻ lạc đạo. Mặt khác, những bộ áo trùng thâm và phủ vai đen trên đầu các quan án đạo có thể lấy lời thú tội của bất cứ ai. Họ phát minh ra mọi hình cụ có thể tưởng tượng ra được để gây đau đớn cho nạn nhân bằng cách từ từ làm trật những khớp xương trên người, hoặc làm tứ chi tước khỏi thân thể con người. Trên nhiều hình cụ này được khắc câu chỉ cho sự vinh quang của Thiên Chúa. Giá căng người, bánh xe kéo người lên xuống, tra tấn bằng nước là những hình cụ thông dụng nhất. Nạn nhân bị thoa mỡ lên người và từ từ nướng sống. Những lò sát sinh để giết người, biểu tượng ô nhục của Đức Quốc xã trong thế kỷ 20, đã được những tòa hình án sử dị giáo sử dụng trước hết để ở Đông Âu. Nạn nhân bị ném xuống hồ sâu có đầy rắn độc và rồi bị chung sống một cách tra tấn ghê rợn là lật úp một cái đĩa chứa đầy chuột trên bụng trần của nạn nhân. Lửa được đốt từ phía trên làm cho những con chuột hoảng sợ tìm cách chui rút vào bụng nạn nhân. Sự bạo hành nằm trong niềm tin về một đấng siêu đẳng duy nhất đã đi theo những nhà phiêu lưu và các nhà truyền giáo trên khắp thế giới. Khi Columbus tới Mỹ năm 1492, hắn ta tưởng làm đó là Ấn Độ và gọi các thổ dân là người Ấn. Chính vì mục đích của hắn chủ trương cải đạo các thổ dân vào đức tin thánh của chúng ta, đã đưa đến sự nô lệ hóa và xuất cản nhiều ngàn thổ dân Mỹ đi làm nô lệ. Cách đối xử có tính cách diệt chủng như vậy không phải là vấn đề ở các thổ dân Mỹ đã được cho cơ hội để sống cuộc sống đời đời trong Kitô giáo. Những tòa án sử dị giáo mau chóng theo gót những nhà phiêu lưu và truyền giáo này. Vào khoảng năm 1570, những tòa án sử dị giáo đã thiết lập những tòa độc lập ở Peru và Mexico với mục đích giải phóng quốc gia đã bị ô nhiễm bởi người Do Thái và kẻ dị giáo. Những thổ dân không chịu cải đạo vào Kitô giáo đều bị thiêu sống, những kẻ lạc đạo. Những tòa hình án sử dị giáo lan sang đến cả Ấn Độ. Vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, ít nhất là 3.800 người bị giết. Dù không có những tòa án sử dị giáo ở địa phương, cung cách truyền giáo minh họa rõ ràng niềm tin và một Thiên Chúa siêu đẳng duy nhất. Nếu hình ảnh của một Thiên Chúa thờ phụng ở một quốc gia nào mà không phải là Thiên Chúa của Kitô giáo, thì đó không phải là Thiên Chúa. Những nhà truyền giáo Bồ Đào Nha ở Viễn Đông đã phá hủy chùa chiền, bắt buộc các học giả phải giấu đi những kinh sách tôn giáo họ và dẹp bỏ những tục lệ cổ truyền. Những nhà truyền giáo Kitô giáo thường giữ phần vào việc khai thác bóc lột đất đai ở ngoại quốc một cách vô lương tâm. Nhiều người trở thành nhà truyền giáo để trở thành giàu có nhanh chóng, rồi trở về Âu Châu sống với những lợi nhuận từ những sự khai thác này. Ở Mễ Tây Cơ, những giáo sĩ dòng Đa Minh
dòng Augustine, dòng tên được biết là sở hữu của những đàn cừu lớn nhất, những vườn mía tốt nhất, những địa ốc tốt nhất ở Việt Nam. Nhà chung cũng chiếm hữu nhiều đất đai và cơ sở kinh doanh nhất theo linh mục Trần Tâm Tĩnh trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm. Đặc biệt là ở Nam Mỹ, giáo hội hỗ trợ về việc nô lệ hóa các thổ dân và cướp đoạt đất đai của thổ dân. Chúng ta hẳn câu nói thời danh của Tổng giám mục Desmond Tutu, người đã đoạt giải Nobel về hòa bình năm 1984. Chúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn thánh kinh của họ. Chúng tôi tin họ cầm cuốn thánh kinh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi chúng tôi mở mắt ra thì chúng tôi có cuốn thánh kinh và họ có tất cả đất đai của chúng tôi. Một sắc lệnh của giáo hoàng vào năm 1493 cho phép người Kitô được khai chiến với bất cứ dân tộc nào ở Nam Mỹ từ chối không theo Kitô giáo. Kitô giáo cũng ủng hộ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ, Anh giáo. Và thế kỷ 18 khẳng định rõ là Kitô giáo giải thoát con người khỏi sự đày đọa vĩnh viễn, chứ không phải khỏi những trói buộc của nô lệ. Tuy nhiên, nô lệ nên cải đạo vào Kitô giáo vì họ sẽ trở thành ngoan ngoãn và vâng lời hơn. Những tòa hình án xử dị giáo cũng như chế độ nô lệ đều dựa trên cùng một biện minh tôn giáo để giữ niềm tin chính thống của Kitô giáo và một Thiên Chúa duy nhất và đáng sợ như là đấng cai trị cao nhất của hệ thống giáo quyền. Quyền năng nằm trong giới có quyền chứ không nằm trong cá nhân. Vâng lời của tuân phục, vâng lời và tuân phục được đánh giá cao hơn là tự do và tự quyết. Những tòa hình án xử dị giáo đã được hiện những kết quả đen tối của một niềm tin như vậy qua việc cầm tù và giết hại thể xác cũng như tinh thần của vô số người. Và không chỉ trong một thời gian ngắn, những tòa hình án xử dị giáo kéo dài qua nhiều thế kỷ và vẫn còn tồn tại ở vài nơi cho đến năm 1834. Trên đây chỉ là một số tài liệu lịch sử, lẽ dĩ nhiên không phải là tất cả về những tòa hình án xử dị giáo của Giáo hội Công giáo Thánh Thiện Tông Truyền. Theo một số trí thức Công giáo Việt Nam thì rất có thể những tòa án xử hình án xử dị giáo đó là cơ quan thực thi công lý Công giáo, ý niệm về công bằng, bác ái, nhân quyền của Công giáo. Theo giáo sư Đỗ Mạnh Tri trong cuốn Ngón tay và Mặt trăng, hoặc đó là ý niệm tiến bộ của văn minh toàn thế giới và sứ mạng cao cả của giáo hội mang sự thật đến cho nhân loại của Công giáo. Theo Lý Chánh Trung trong cuốn Tôn giáo và Dân tộc, tôi không hiểu tại sao những bậc trí thức Công giáo như Đỗ Mạnh Tri hay Lý Chánh Trung có thể trơ tráo đến độ có thể viết lên những điều hoàn toàn sai với những sự thật về lịch sử cũng như bản chất của giáo hội Công giáo như vậy. Viết như vậy không hiểu họ có biết ngượng hay không. Vì đâu có biết đâu mà ngượng. Ngượng vì chính cái lịch sử ô nhục đẫm máu của Công giáo, hay ngượng vì chính sự ngu dốt của mình đã tin theo những lời lừa bịp của giáo hội. Hai ông này đâu có nghiên cứu về lịch sử đâu mà biết. Cho nên ông nói vậy là đúng rồi. Thật là khó hiểu, Công giáo đã không từ một hành động nào tàn ác nhất, bất nhân nhất để vinh danh Chúa Maria Đồng Trinh và làm cả tượng Đồng Trinh để tra tấn và giết hại con người. Làm sao mà giáo hội có thể gột sạch được những vết nhơ như thế? Hay là giáo hội nghĩ rằng nếu các tín đồ không biết đến những vết nhơ này thì sẽ không có vết nhơ nào trên khuôn mặt giáo hội? Tôi không hiểu các tín đồ Công giáo Việt Nam khi đọc những tài liệu về những hành động vô cùng ác độc của giáo hội Công giáo đối với con người như trên, sẽ nghĩ sao về cái giáo hội thánh thiện này? Và họ có còn dám ngẩng mặt lên nhìn những người ngoại đạo và huyên hoang ca tụng Công giáo láo như Đỗ Mạnh Tri và Lý Chánh Trung như ở trên hay không? Về sau những tòa hình án xử dị giáo cũng được Tin lành áp dụng ở khắp nơi mà Tin lành nắm quyền, kể cả ở Mỹ, nhưng thường ở mức độ thấp hơn. Qua một số sự kiện lịch sử kể trên,
tôi xin để cho quý độc giả tùy ý nhận định về ảnh hưởng và thực chất của một tôn giáo thường được rêu rao vào tai con người bằng những danh từ hoa mỹ như cao quý, thiên khải, thánh thiện, cứu thế, bác ái, mang tới, tin mừng, tôn trọng trong quyền, tự do, duy nhất, chân thật, vân vân. Tiếp nối tinh thần của những tòa hình án xử dị giáo là những cuộc săn lùng phù thủy không kém phần dã man của giáo hội Công giáo Thánh thiện, tông truyền. Đây là đề tài của núi tội ác thứ tư của Công giáo trong loạt bài về Công giáo hắc sử. Tới đây mình xin tạm dừng cái bài thứ 5, lịch sử đen của Công giáo. Thì có một số bạn cũng theo Công giáo hoặc là theo Tin lành có comment cho mình những cái phần nói chung là không mấy tốt đẹp. Có thể là bạn ấy cứ nghĩ rằng mình là không nghiên cứu, cho nên mới có comment là không biết. Thì đừng có nói, mà khi nói thì phải có nhân chứng, phải có chứng tích. Những cái comment như thế này thì mình thiết nghĩ những bạn đó chỉ mới nghe có một hai câu đầu thôi đã thấy sốc và out đi, và comment xong rồi out ra, nghe chưa tới một phút hoặc là một phút 30 giây chưa tới, cho nên thành ra mới có những cái comment như thế. Còn nếu các bạn mà thật ý là con người có não, có một cái sự tìm hiểu chân chính, thì sẽ không có những cái comment như thế, và cũng không có những cái cách nói mà thiếu chuẩn mực của những người đã nghiên cứu. Thì tôi mong rằng các bạn khi xem nghe, mình sẽ còn làm dài dài. Lịch sử về Công giáo này rất là nhiều, rất là dài. Nhiều người sẽ nói, chẳng hạn như là Chắc Lê Nguyễn là người là linh mục đã cải đạo theo Phật giáo và đã viết lại toàn bộ những cái sở học bên thần học, và sâu sắc, nói còn hay hơn, đậm đà hơn là nhà nghiên cứu Trần Trung Ngọc. Mời các bạn chú ý theo dõi, mình sẽ làm tất tần tật về Công giáo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.